Hey, xin chào các bạn. Buổi sáng chúc các bạn được nhiều sức khỏe, niềm vui. Hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ bắt đầu từ chợ Tân An đi đến cầu Rụ Tiền Giang nha các bạn. Giờ là mình đang ở đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Tân An. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ra quốc lộ và hướng về Tiền Giang. Chúng ta không đi ngã ba Trung Lương nha các bạn, mà chúng ta đi sẽ đi đường đi đường tránh đường cao tốc. Đó. Nó sẽ nhanh hơn. Trên toàn quốc được hoàn toàn miễn phí. Đỏ thì bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái ra quốc lộ 1 hướng về Tiền Giang nha các bạn. À, bây giờ là chúng ta đang ở trên tuyến quốc lộ 1 các bạn, đó hướng về Tiền Giang. Ở đây là ngay đèn xanh đèn đỏ nè, nó rẽ trái thì chúng ta vào lại thành phố Tân An, rẽ phải là chúng ta đi về Thạch Hóa, Tân Thạnh, Phục Hóa, Vĩnh Hưng rồi luôn nha. Ở quốc lộ 62 kinh Mỹ chính luôn đó, hôm nay đi thẳng luôn là hướng về các bạn. Đá bây giờ tương đối là chạy rất là yên các bạn. Chúng ta vừa chạy đi qua trường trung học để đi luôn một thành phố Tân An. Lý do đường này bây giờ vắng xe là do có cái đường tránh thành phố Tân An đó.
bạn. Nên ra bây giờ được đi bán xe rồi. Mới quan cảnh ngay bên đường như luôn luôn là các bạn thấy rất là đẹp. Nó được trang trí bằng những cái chậu kiển đồ làm giống như cái lục bình các bạn. Rất là hay, rất là đẹp. Ngày xưa còn tỉnh bạn, giờ ngày xưa còn thị xã, giờ thành phố rồi, lên thành phố nó cũng sáng sủa và đẹp đẽ hơn. Nó có những cái gì của anh thì đẹp quá hay cái này. Dạng tế thiên tế gì đẹp. Đó. Cái đây là cái dòng xây đó. Đó, chúng ta rẽ trái là đó đi về trung tâm. Đó, cái hướng xe chạy bên đó đó là cái hướng đường tránh thành phố Tân An thôi. Xe đi rất là nhiều. Tuyến quốc lộ 1 nha các bạn. Ở ngày đây tới cái ngã ba này các bạn, chúng ta rẽ vào đường bên đây là vào lăng Nguyễn Bình Đức nè, hay là chợ Cánh Hậu đó. Thứ bảy các bạn, anh xe của bà con mình ở miền Tây đó, đi làm ở thành phố Bình Dương rồi về quê cũng rất là nhiều đó. Như các bạn thấy chở quàng về quê, bây giờ cũng khá là khó khăn các bạn, kinh tế công ty.
dân tiết kiệm cũng nhiều đó, nên giờ xe công nhân nghỉ dịp về quê được cũng nhiều. Chưa có cái chống đèn đèn rất là đỏ. Đây thuộc là một khách hậu, khách hậu thành phố Tân An. Chốt đèn này các bạn, chúng ta rẽ trái đây là đi về tập du được luôn nha, về Vĩnh Công rồi tập du. Thời tiết nắng rất là tốt luôn, nắng gắt luôn. Ngày xưa thì nó không có quốc lộ, nó không có con đường chữa các bạn. Đường nó rất là nhỏ, hai bên lề nó có dốc rồi chạy xe rồi cũng đi đó chạy xe cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà thời xưa thì xe cộ nó ít hơn bây giờ rất là nhiều. Đó, không phải là nhiều như bây giờ. Ta sắp sửa hết cái địa phận của Lâm Liên và tới địa phận Tiền Giang. Đây là cái đập Tiền Giang và Lâm Liên. Đây địa phận Tiền Giang. Phía trước mặt chúng ta là cái cầu Tân Hương của mình. Cầu Tân Hương một bên Long An, một bên Tiền Giang. Đây đây là cái cầu Tân Hương. Cái bên này là Long An, ở chúng ta qua cầu là địa phận của tỉnh Tiền Giang.
đây thì các bạn thấy đây nắng mà có gió dễ chịu các bạn, mát gió hùng hụ chạy xe gió thổi. Nắng gắt mà có gió nó cũng dễ chịu các bạn. Đó, có nhiều bữa nắng mà không có một cơn gió luôn, rất là khó chịu. Đó, bây giờ thời tiết mát mẻ. Tới đèn xanh đèn đỏ phía trước đó các bạn, chúng ta rẽ phải là đi vào đây, rẽ phải là đi vào khu công nghiệp Bình Phước nha. Đây là đó, chúng ta sẽ phải vô đây là đi vô khu công nghiệp Tân Hương. Cải thiện cũng rất là nhiều các bạn, đó cũng sửa đi sửa lại là cũng rất là nhiều, cũng rất là nhiều tiền lên mới được ngày hôm nay. Nó lát các bạn sẽ chạy thoải mái. Tây các bạn, và Tiền Giang, xã Tân Lý Tây. Các bạn xem thấy cảnh quan đẹp hay, các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn tất cả các bạn để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video mới đẹp hơn nữa để gửi đến cho các bạn xem nha.
Hồi xưa các bạn, hồi nhỏ còn mười mấy tuổi, bình thường tối tối đạp xe đạp không mà xưa có xe, xưa nghèo lắm các bạn, không có xe gắn máy để chạy như vậy đâu. Đạp xe đạp từ Long An, từ thành phố Tân An bây giờ, ngày xưa đó là thị xã Tân An, thị xã. Đạp xe đạp xuống tới Tân Hương đây luôn nữa các bạn. Đó, đạp xe đạp xuống đây là mình chưa, ở đây nó có cái rạp chiếu phim, phim ngày xưa mà chiếu phim Hồng Kông với lại phim Ấn Độ hồi cái thời điểm đó các bạn. Rồi ở đi coi đạp xe đạp xuống đây rồi tới tối đạp về đi đồ thấy mồ luôn chứ đâu phải sung sướng như lớp trẻ bây giờ mà đầy đủ phương tiện xe phân khối lớn rồi đi coi phim 3D ghế nằm đồ rồi hồi nhỏ cực khổ lắm các bạn, đạp ngoài đường xá tối thui rồi. Ngày xưa ít xe lắm mà không phải vậy đâu, tối ít xe lắm, có xe đạp, xe đạp đi. Thời điểm năm tám mấy, 82, 83, 84 rồi đấy. Ba cái pin công pin Ấn Độ rồi đó. Như bộ pin Ấn Độ chứ là pin gì hai anh em rồi gì đó Ấn Độ gì đó bạn. Pin Trung Quốc thì nó hay lắm. Sáu bảy thằng vậy đó đi ba bốn chiếc xe đạp đạp đi xuống tới Tân Hương này nè, đây là xuống tới Tân Hiệp, đây là Tân Hiệp, chợ Tân Hiệp luôn mà. Hồi xưa nhớ nhớ cái rạp chiếu phim nó nằm nằm ở đâu đây nè, giờ chắc dẹp rồi, lâu rồi mở ra lâu rồi. Đây, bên đây là chợ Tân Hiệp luôn. Chúng ta bây giờ đường nào cũng vậy bạn, xe rất là nhiều đó, nên chúng ta lưu thông phải hết sức cẩn thận đó, chúng ta cứ đi từ từ đó các bạn, từ từ thôi rồi cũng sẽ đến nơi đến nhà đó. Cũng chúng ta cũng không cần phải vội vàng gì các bạn, thì không có cái gì vội cả đó. Cái sinh mạng, cái sự sống của chúng ta cũng như
mọi người xung quanh rất là quý, quý hơn những cái gì gọi là cái hấp tấp vội vàng của chúng ta. Là chúng ta cứ tìm được rồi nó thì bình thường các bạn, nó cũng tạo cho ta một cái sự an toàn hơn. Tại vì dạo này đường đá đường nào cũng rất là nhiều xe, phải hết sức cẩn thận. Các bạn thấy mình chạy nhanh thì nhanh tới, nhưng mà rồi sao cũng rất là nguy hiểm, có gì xảy ra nó nguy hiểm lắm, mình xử lý không kịp. Rồi mình đi chậm thì nó tình trạng rồi mình cũng đến nơi thôi, nhưng mà nó cũng có chút xíu cái gọi là an toàn rồi. Như leo qua vậy nó rất là nguy hiểm. Hôm nào mình sẽ làm một cái video từ bên đây Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu xuống phà Tân Phú Chợ Lách Bến Tre các bạn. Rồi sau đó mình sẽ làm một cái clip nữa là từ Chợ Lách Bến Tre đi qua bến phà Đình Cao đến thành phố Vĩnh Long. Hãy gửi đến các bạn xem nha. Các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ nhiều vô các bạn, cho mọi người biết đến kênh Gió Bụi nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Mình cũng không quên chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là trên hết các bạn. Mình có sức khỏe là mình có tất cả. Còn bây giờ các bạn có thật là nhiều tiền nhưng mà mình không có sức khỏe, yếu đuối, tối ngày mình vô bệnh viện nằm đi bác sĩ thì có tiền làm gì, các bạn cũng đâu có vui sướng gì đâu, đúng không? Đó, nên thành ra cái sức khỏe là cái quan trọng, cái chút thiết thực nhất. Sức khỏe thì chúng ta sẽ làm ra được tất cả, còn không có sức khỏe thì thua. Và bây giờ mình quẹo đây các bạn, mình đi đường cao tốc. Nếu mình đi thẳng luôn, hồi nãy là đi thẳng luôn là tới cả ba trục đường, nhưng mà mình không đi cả ba trục đường mà bữa nay mình muốn dẫn các bạn đi đường cao tốc ra ngay Đồng Tâm, ra ngay ngã tư Đồng Tâm rồi tới cầu Rụng. Đây là đường dẫn lên cao tốc các bạn, cao tốc Trung Lương thôi chứ mình.
ở bên đây mới khai khẩn ra mà. Cái khu đất rất là rộng luôn, không biết làm gì á. Rất là nhiều xe các bạn, tại vì đây là cái hướng lên cao tốc mà xe lớn nhiều. Các bạn, nếu chúng ta đi thẳng luôn là lên cao tốc rồi, xe lên cao tốc rồi. Thì chúng ta đi đường này sẽ đi ra ngoài cũng là cái con đường đi tắt thôi bạn. À, mình đi ngay cái khúc vẹo này, vẹo vô đây mình không có đi tặng cái ba trung lương, mình đi đây thì nó sẽ ít xe hơn và nhanh hơn các bạn. Đồng Tâm, còn mình rẽ phải đây thì quẹo vô Tân Phước các bạn. Đó. Đây quẹo đây là đi vô Tân Phước nha, đi thẳng luôn.
đây là cầu chợ Bưng các bạn. Các bạn thấy bạn không, cầu chợ Bưng. Từ đây ra ngang ngã ba Đồng Tâm 2 km nữa các bạn. Thoải mái không, rất là thoải mái luôn. Ở đây có một cái điểm tạc tượng Phật đồ này các bạn, Phật Bồ Tát đồ, cái tượng rồi đó. Các bạn thấy đèn xanh đèn đỏ phía trước đó các bạn, đó là ngã tư Đồng Tâm đó. Chúng ta rẽ phải là trở ra lại quốc lộ 1 đi về cây lậy cái bè cầu Mỹ Thuận ở các tỉnh miền Tây, rồi chúng ta rẽ trái đi ngược cho lên là về Long An, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ chúng ta rẽ phải nè, sẽ đi hướng cây lậy cái bè Mỹ Thuận. Hành trình của chúng ta hôm nay là từ chợ Tân An đến cầu Ruộng, đến cầu Ruộng Tiền Giang. Đây là đường mình chúng ta trở ra lại quốc lộ 1 các bạn, đó đi thẳng luôn. Ta đi thẳng luôn là sẽ đến cái lại cái bè cầu Mỹ Thuận, rồi đi các tỉnh các bạn, Vĩnh Long, Đồng Tháp, rồi
Đó, đây là cái cầu rượu. Đó, cầu rượu. Đó, hành trình của chúng ta hôm nay là tới đây các bạn. Từ thành phố Tân An hồi nãy chúng ta hành trình là tới cầu rượu tới đây. Đó là kết thúc video. Rồi, trước khi kết thúc video, các bạn nhớ cho bụi miền Tây xin một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Rồi, chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.